Xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Ngày hôm qua do không đủ thời gian làm full 3 tập vào một video nên chúng mình đã đăng tải trước tập 1 và tập 2 trên kênh. Video này là tập cuối cùng. Nếu các bạn thích video này, đừng quên để lại cho mình một like nhé. Thạch Hạo lần lượt đánh bại hai kẻ địch sừng sỏ rồi tuyên bố mang trùm cuối tới đây. Đúng như mong muốn đó, trùm cuối đã lộ diện, còn lợi dụng tình cảm của nam chính với Hòa Linh Nhi để ra tay. Máu của Thạch Hạo rơi xuống đất. Điện chủ nhanh trí thu lấy số máu ít ỏi này vào cái vòng trên tay và tiết lộ rằng nếu cậu chịu ở lại vì Hòa Linh Nhi, cô cũng không ngại cho hai người sống bên nhau chút thời gian để cho huyết mạch Chu Tước Vương phát triển thành thục. Ai ngờ sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ toàn bộ đại kế dày công bố trí, nếu không thì cô ta cũng không phải ra tay sớm. Cô ta di chuyển Thạch Hậu sang vùng không gian khác rồi điều khiển vô số rễ cây giống như xúc tu tấn công kịch liệt. Nhờ có chí tôn tinh huyết, vết thương ở trong bụng nhanh chóng khôi phục lại. Cậu tấn công đáp trả nhưng kẻ địch lại thoát ẩn, thoát hiện. Tấn công lẫn phòng thủ vô cùng kín kẽ, rất khó đánh bại. Thạch Hậu dùng lôi điện luyện hóa cho tàn thành một khối thủy tinh sắc nhọn mới khiến cô ta trọng thương. Điểm yếu trong không gian này đã bị cậu phát hiện. Cô ta lập tức dịch chuyển cậu đến không gian khác. Cô chơi chiêu đánh vào tâm lý, cho cậu thấy sự tuyệt vọng bằng cách tiết lộ sức mạnh của hắc ám sẽ bao trùm lên không gian vạn giới, khiến mọi thứ trở về vĩnh hằng. Mọi thứ trong tương lai đều sụp đổ. Vậy thì sự cố gắng ngày hôm nay của cậu có ích gì? Thạch Hào trực tiếp yêu cầu đối phương bớt nói nhảm lại và giao ra Linh Nhi. Cậu thi triển lôi đế bảo thuật, sấm sét khổng lồ sáng xuống. Đây là chiêu thức diện rộng. Điện chủ cũng bị tia sét đánh vào người khiến đôi chân xinh đẹp có vài vết xước. Tuy nhiên, điều mà nam chính không ngờ được là kẻ địch lại sử dụng một loại chiêu thức chí mạng có tên song sinh chú, liên kết hai sinh mạng với nhau. Những tổn thương mà cô gánh chịu cũng được chuyển sang cho Hòa Linh Nhi. Cô bị thương như nào, nàng ấy cũng sẽ bị thương như vậy. Thạch Hậu cầm thương lao vút đến đâm kích chí mạng. Cô ta lại thản nhiên ngồi khoanh chân, khuôn mặt ngây thơ vô tội. Thạch Hậu không nỡ làm tổn thương đến Hòa Linh Nhi, cho nên buộc phải dừng tay lại. Điện chủ thừa cơ hội khống chế Thạch Hạo lại bên trong quả cầu, sau đó thì pháp triệu hồi đến một tòa thiên ngục ma đài khổng lồ. Thứ này chính là chìa khóa mở ra giới môn kết nối không gian này với không gian hắc ám. Thạch Hạo bị rút máu từ từ, máu huyết đó được dùng để thúc đẩy huyết mạch Chu Tước Vương lên mức tinh khiết nhất. Tính toán của Đại Tế Ti quả thật là không sai. Sự xuất hiện của cậu đúng là ảnh hưởng đến Linh Nhi. Huyết mạch trong người Linh Nhi dung hợp với cho tàn, mở ra một cánh cổng không gian liên thông hai thế giới. Không cam lòng, cậu quyết định sẽ liều mạng. Lôi pháp có thể thiêu đốt cho tàn. Trước tiên cứ hấp thụ cho tàn để cứu Hòa Linh Nhi, sau đó chậm rãi luyện hóa sau. Thế là cậu điên cuồng hấp thu vào cơ thể. Hành động này trong mắt điện chủ chính là tự tìm đường chết. Trước đó huyết vương cũng hấp thu loại sức mạnh này, nhưng mà hắn ta lại được điện chủ giữ lại thần trí. Lần này cậu không có trợ giúp, để xem sẽ sống sót như thế nào. Rất nhanh chóng, cơ thể Thạch Hạo đã quá tải. Sức mạnh xâm thực quá khủng khiếp, cơ thể bị đốt cháy sắp biến thành miếng thịt nướng. Một vụ nổ khủng khiếp bạo phát phá hủy thiên ngục ma đài. Tưởng rằng nam chính bị nổ tan xác rồi, cô ta lập tức quay người rời đi. Chỉ chờ có vậy, cậu bất ngờ đánh úp phá hủy cái vòng trên tay. Thứ này chính là vật liên kết với Hòa Linh Nhi, đều hóa giải song sinh chú. Cậu đứng hiên ngang trên bầu trời, sức mạnh cho tàn hóa thành một chiến giáp màu đen cực kỳ ngầu. Đây là kỳ tích và là chuyện không tưởng. Nam chính không những không mất mạng mà còn tận dụng sức mạnh để chống lại. Cậu ngưng tụ ra vô số mũi tên sắc bén tấn công rồi lại cầm trường thương đánh phù đầu. Trường thương mang theo sức mạnh sấm sét, một nhát đâm dễ dàng xé rách mặt đất thành một vết nứt khổng lồ. Giằng co với nam chính vài trăm chiêu, sau cùng dưới sự tấn công dồn dập, cô ta cũng không kịp phản ứng và bị tặng cho một trường chí mạng vào bụng. Ăn xong chiêu này, kẻ địch đã trọng thương nặng. Thạch Hào lại thi triển bảo thuật Chu Yến tạo ra một người khổng lồ ba đầu sáu tay, rồi toàn lực phóng thích sức mạnh. Cô ta đan xen các rễ cây quỷ dị thành lá chắn phòng ngự ba lớp để ngăn cản. Sức mạnh từ thần thông Chu Yến quá mạnh mẽ, ép cho kẻ địch ngộp thở, phải dốc toàn lực ngăn cản và không có thời gian ứng biến. Thạch Hào cầm theo trường thương lao vút đến đâm xuyên người, cơ thể cô ta chậm rãi tàn rã. Hóa thành sức mạnh cho tàn rồi hòa tan vào cánh cổng, giúp cánh cổng hoàn thành sớm hơn dự kiến. Hòa Linh Nhi được giải cứu, chưa để cho hai người có cơ hội nói chuyện thì kẻ địch đã tới. Bọn chúng xông qua cánh cửa rồi xâm nhập vào thế giới nhân loại. Những kẻ này đều là do vật chất cho tàn tạo thành và cũng là một đội tiên phong. Không thể để lũ quái vật này thoát khỏi đây,
Thạch Hạo lại một mình xông lên chiến đấu. Với tốc độ nhanh như chớp cùng trường kích sắc bén, đầm nhát nào xuyền nhát đó, đám quái vật lần lượt bị đưa xuống đất mẹ. Trong số này vẫn có vài tên có chiến lực tương đối mạnh, phải mất một lúc mới hạ gục được bọn chúng. Tuy nhiên, trận đấu vừa rồi mới chỉ là làm nóng người, còn chưa đủ để gọi là màn khởi động. Chỉ vài giây sau khi đánh bại toàn bộ thì một lũ quái vật khác lại bay qua cánh cổng. Số lượng lần này đã nhiều hơn ít nhất chục lần, thậm chí cả trăm hay nghìn lần. Dù cậu có dùng một chiêu diệt địch thì cũng không đủ sức lực để diệt toàn bộ được. Cách duy nhất để ngăn chặn bọn chúng là phong ấn cánh cổng lại. Thế là cậu dùng toàn bộ sức mạnh phóng thích sấm sét. Như đã nói trước đó, sấm sét có thể luyện hóa cho tàn thành các tinh thể cứng rắn, sau đó lại xếp chồng vô số tinh thể lên nhau, hình thành bức tường kiên cố. Chỉ là điều này lại tiêu hao quá nhiều pháp lực. Các tinh thể xếp chồng lên nhau quá mỏng manh, đám quái vật ồ ạt công kích. Bọn chúng thành công phá hủy một lỗ thủng rồi ồ ạt lao tới xé xác Thạch Hạo. Trong lúc tuyệt vọng sắp mất mạng, Thạch Hạo lại phóng thích sấm sét lan tỏa ra bên ngoài. Đám quái vật vừa chạm vào sấm sét đã bị đánh tan tác. Thứ cậu cần bây giờ là sức mạnh. Cậu liều mạng hấp thu cho tàn vào trong người rồi bắt đầu tụ vô số khối tinh thể ngăn chặn cánh cổng lại. Tầng tầng lớp lớp đan xen nhau vô cùng chắc chắn. Kế tiếp là phá hủy hoàn toàn cánh cổng ngăn cản thảm họa. Người dân trong Ly Hỏa Quốc được cứu, nhưng Thạch Hạo lại vì hấp thu quá nhiều cho tàn khiến đầu óc dần dần mất đi ý thức. Rất nhanh nữa thôi, cậu sẽ mất đi ý thức hoàn toàn và trở thành con rối bị điều khiển. Hoa Linh Nhi muốn bảo vệ Thạch Hạo, nàng ta chủ động hấp thu cho tàn vào cơ thể. Tuy giải cứu được nam chính, nhưng chính nàng ta lại bị giam cầm vào một cái lồng giam bao bọc bởi vô số dây leo đan xen tầng tầng lớp lớp. Thạch Hạo lao tới giải cứu, dù bị các dây leo đánh trọng thương thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Giọt máu rơi ra ngoài, ẩn chứa bên trong máu là chí tôn huyết dịch vô cùng quý giá, giúp huyết mạch của Hoa Linh Nhi trưởng thành, cơ thể lột xác hoàn toàn. Sau một lúc cố gắng, cậu cũng lao được vào bên trong. Cậu ta ôm lấy Hoa Linh Nhi bảo vệ nàng, sau đó bạo phát cỗ sức mạnh khủng khiếp, phá tan hắc ám xung quanh. Hai người họ cứ như vây ôm nhau đắm đuối. Thạch Hạo đưa Hoa Linh Nhi trở lại nhà của mình, sau đó chào tạm biệt và lên đường tham gia trận chiến tiền cổ. Và phần phim tiền truyện của Thạch Hạo đã kết thúc. Các bạn hãy đón xem thêm các video về bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ nhé. Cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.